sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà nhé. Em tiếp tục lên sóng con máy lọc không khí Panasonic dòng VIP FVG70 có mắt cảm biến phát hiện người. Đây là cái model đợt này em bán khá là chạy vì nó rất là rẻ các bác nhé. Có mắt cảm biến phát hiện người là cái dòng cao cấp nhất của Panasonic. Đấy, bác nào mà theo dõi kênh thì các bác biết là cái dòng này nó rất là VIP rồi. Đấy. Nếu ở thời điểm sản xuất thì đây là cái model đắt tiền nhất, vào khoảng lúc đấy là vào khoảng gần 20 triệu rồi các bác này. Năm ngoái năm kia mẫu này em bán là có những lúc cao điểm nhất là lên đến gần 5 triệu nhé. Đây là cái model cao cấp nhất cho nên nó đủ 5 cảm biến của một cái con máy lọc khí mà những cái model rẻ tiền nó không có đâu ạ. Cảm biến phát hiện người là 1 các bạn này, cảm biến ánh sáng là 2 này. Cảm biến ẩm mùi. Nhiều con các bác nhìn nó chỉ có một lỗ này thôi nhá. Đấy, là nó chỉ có cảm biến ẩm thôi, không có cảm biến mùi đâu. Nhưng con này ẩm mùi có cả 4 này, cảm biến bụi là 5. Đấy. Cái chiếc này thì các bác dùng cho phòng ngủ hay phòng khách đều ok, dùng cho phòng tối đa khoảng 50m² đổ lại. Đầy đủ tất cả các tính năng eco, tiết kiệm điện. Hẹn giờ. Báo phần trăm độ ẩm. Mấy hôm nay thời tiết rất là hanh khô. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay rất hanh khô. Độ ẩm rất là thấp. Các bác cảm thấy tay chân nứt nẻ này. Nếu mà bác nào mà có máy lọc khí này thì các bác cho nước vào bình này cho em nhé, để bù ẩm nhé. Tăng độ ẩm cho phòng lên. Làm cho cái không khí nó bị khô đi. Đổ nước vào đây ạ. Đấy, nhiều bác có khi mua về còn không biết tính năng sử dụng đây. Để mang được con này khá đẹp luôn nhé. Tức là dùng cho những ngày độ ẩm các bác nhìn máy nó báo thấp đấy, mà tay chân mình môi miệng mình cảm thấy nẻ nứt hết thì các bác dùng cái tính năng đấy. Rồi tiếp theo là đây. Các bác nhìn hôm nay không khí ở Hà Nội này, lượng bụi mịn, chất lượng 2.5 PM rất là kém. Đấy. Số này càng to thì càng kém các bác ạ. Đấy, nó chuyển sang cam rồi đấy. Hanh khô, các bác nhìn thấy trên tay em quay clip tay cũng nứt nẻ, nó rất là hanh khô và bụi mịn nhiều. Để cho máy các bác nhìn kiểm tra chất lượng nhé. Sau khi cái chất lượng không khí đầu ra của máy mình biết là cái máy của mình có hiệu quả hay không, hay là chỉ là cái người bán hàng họ chém gió vớ vẩn. Sau khi đầu ra không khí các bác này, nó lấy các cái không khí bẩn đi vào qua các cái khe này, qua các cái khe này các bác nhé, và thổi ra không khí sạch ở đây. Thì các bác nhìn đây ạ. Đấy, không khí sạch ra gần như là tuyệt đối luôn. Thì cái máy này có tác dụng là trong phòng của các bác đóng kín cửa lại, nó sẽ hút toàn bộ các cái không khí bẩn bám một cái màng HEPA trong này. Đấy, con này lọc dã man đấy các bác. Đấy. Gần như tuyệt đối luôn nhé. Tí em sẽ tắt máy để các bác kiểm chứng xem nhé. Đấy. Màng HEPA con em thay mới tinh rồi. Đấy, bỏ này ra để các bác để đây nhé. Các bác nhìn tí nó lên này. Màng HEPA thay mới tinh. Cái màng này khi mà các bác dùng khoảng 2-3 năm các bác thay một lần. Thì màng này 400.000 đấy ạ. 400.000 các bác nhé. Màng này rất là to, màng loại chất lượng tốt trên thị trường đấy. Các bác nhìn cái than hoạt tính này, khử mùi này. Cái than này các bác có thể rửa đi dùng lại nhé. Đây. Màng HEPA mới tinh. Đây, các bác để máy bên ngoài này. Chất lượng không khí đang xấu dần lên đây. Các bác nhìn thấy chưa? Đây, em để lên đây nhé. Hôm nay lạnh quá phải dùng con sưởi này. Nhưng con này thì có khách đặt rồi ạ. Có một duy nhất một con này. Nhiều bác mua máy lọc khí nhưng mà mình thì không, tức là tìm hiểu chưa sâu thì các bác đây này, ví dụ như con này nhé, năm sản xuất của nó chỉ có đây, năm 2012 thôi, series 3233 nhé, 66W. Nhiều bác là thích mê như con năm cao, nhưng thực ra năm cao ấy thì để các bác phải mua những con VIP. Năm cao mà con VIP thì rất là đắt. Đây ví dụ như cái con cong này, nó là năm cao, nó phát triển từ cái con này lên. Cũng cảm biến phát hiện người các bạn này. Đấy. Tính năng thực ra bản chất y hệt luôn, không khác gì. Nhưng mà con này bây giờ hiện tại 4.1 triệu. Đấy, bác nào mà kinh phí mình không quan trọng thì mình cứ lấy đời mới cho nó đẹp thôi. Đấy. Con này thì các bác tính năng vẫn 1.9 triệu nhá. Mà tất cả tính năng nó là y hệt nhau, không khác gì, đều công nghệ nano y cả. Đấy. Cả tiến mẫu thôi các bạn. Thì mình kinh tế vừa phải thì em nói thật là em bán máy nào thì cũng có lãi, nhưng mà nhiều khi thì mình cũng đa dạng khách hàng. Có những bác thì cứ sợ là mua máy này nó hiệu quả lọc nó không tốt bằng những các cái máy đời mới, thực ra nó cũng 1.9 1.10 thôi, không tranh nhau nhiều gì đâu. Từ bên Nhật những cái máy này các bác họ chỉ dùng tầm 5 thôi, 1 năm nhé, thì các cái bụi mịn nó bám ở trong này này là họ bỏ máy luôn các bạn, chứ không, họ không dùng lâu đâu. Cho nên là kể cả máy có đét thấp thì chẳng qua là họ để bãi thôi, về mình vệ sinh sạch đẹp với lắp màng mới về vào ok hết rồi các bác. Đồ ẩm nữa thấp. Trước này em bán là 1.9 triệu bảo hành 1 năm, chi phí vận chuyển.
Máy này thì em đầu biến áp điện 220V rồi nhé, hôm em chưa dán cái số 220. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì mình cứ theo dõi clip một chút, mình mất có mấy phút thôi, nhưng mà các bác hiểu hoàn chỉnh về một cái máy. Giá 1,9 triệu chưa phí vận chuyển. Phí vận chuyển máy đi toàn quốc là 100.000 các bác nhé, bảo hành 1 năm. Chào các bác.